bạn thân mến, hôm nay TSS Audio xin giới thiệu chương tiếp theo của bộ truyện Vạn Cổ Thần Đế của tác giả Phi Thiên Ngư. Mời bạn cùng nghe, chương 3410. Lại gây tai họa, si hình thiên nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Cái gọi là thiên tôn chi tử, nhưng thật ra là thiên tôn chi nữ. Càng không nghĩ tới, vị này từ lúc sinh ra đời liền siêu phàm nhập thánh thiên chi quý tộc. Sẽ ở cuồn cuộn hồng trần trong một gian hàng bán cháo buôn bán cháo hoa hơn 10 năm thiên tiên tử đã già yếu thành lão phụ, chung quanh, mặc mộc mạc bách tính, đều là nhận biết nàng, trò chuyện với nhau rất quen thuộc, đây hết thảy nguyên nhân gây ra, đều là bởi vì năm đó hiên viên liên bại bởi Trương Nhược Trần. Vì hoàn thành đổ ước, cần lấy phân thân ở chỗ này buôn bán cháo trăm năm. Nhưng Trương Nhược Trần không nghĩ tới, ở chỗ này buôn bán cháo, cũng không phải là hiên viên liên phân thân, mà là chân thân, toàn bộ hàng bán cháo đều là khung xe hoàng kim một góc diễn hóa đi ra trương nhược trần trong lòng có chút cảm khái nói lúc trước đổ ước chỉ là để cho ngươi một đạo phân thân tiến vào phàm trần vì sao chân thân cũng tới phụ nhân điềm tĩnh bình thản nói vô lượng trở về thiên đình mọi việc cũng không có tất yếu lại từ ta đến qua tay nhiều năm bận rộn bôn tẩu khắp nơi làm đều là tự nhận là giúp đỡ thiên hạ đại sự khó được có thời gian ổn định lại tâm thần làm đơn giản một chút việc nhỏ, ép cây lúa, trẻ củi, gánh nước, nhóm lửa, giúp hàng xóm đỡ đẻ, vì chưa xuất các thiếu nữ làm mối, cho bạn bè cha đưa tang, đều không phải là thiên hạ đại sự, nhưng là một người chi đại sự, một nhà chi đại sự, nhìn qua một giới chi tranh, bộ tộc chi loạn, bây giờ lại nhìn nhân gian tranh chấp, phàm nhân ân oán, côn đồ đấu ngoan, lại có một loại đại triệt đại ngộ cảm giác, ngàn trượng con đê, lấy sâu kiến chi huyệt bại trăm thước chi thất, lấy đột khe hở chi khói đốt, trước kia ngồi trời xem đất, một chút nhìn hết một trăm nghìn sơn hà, trong lòng nhất thời thương xót phong khoáng ý chí, lập thể muốn vì vạn thế mở Thái Bình, bây giờ đặt mình vào hồng trần hơn mười năm, mới biết ngồi trời xem đất cùng ếch ngồi đáy giếng không có khác nhau. Muốn vì vạn thế mở Thái Bình, độ khó càng rất không địa ngục, Trương Nhược Trần nói, thế nào, không có chí khí rồi, chí khí không mất, nguyện cảnh chưa diệt nhưng ta cho là, chính mình thứ cần phải học tập còn rất nhiều. Tự thân nếu không viên mãn, dùng cái gì suy nghĩ thiên hạ, phụ nhân giống như tự diễu cười cười. Ánh mắt không lưu dấu vết nhìn vị kia đưa lưng về phía chính mình trung niên nho sĩ một chút. Nói, đừng nói ta, ngươi đây, hải nạp bách xuyên, bao dung vạn vật, ngươi thật có thể làm được sao? Kiếm giới chính là trong thiên hạ siêu nhiên thế lực lớn. Hội tụ từng cái chủng tộc cùng văn minh tương lai nội bộ tất sinh rất nhiều mâu thuẫn cùng tranh đấu người định làm gì thiên đình cùng địa ngục chi tranh kiếm giới thật có thể làm đến vĩnh viễn trung lập trương nhược trần cười nói ngươi không phải muốn ổn định lại tâm thần làm một phàm nhân tại sao lại hỏi thiên hạ đại sự tới phụ nhân nói đại sự là chuyện nhỏ hội tụ mà thành việc nhỏ là đại sự ảnh thu nhỏ cả hai không phân khác biệt cảnh giới của ngươi thật đúng là càng ngày càng cao trương nhược trần cũng không lập tức trả lời nàng Tinh tế sau khi tự hỏi, nói, chỉ cần có ba người địa phương, liền tất nhiên sẽ có mâu thuẫn cùng tranh đấu. Hải nạp bách xuyên, bao dung vạn vật, trước mắt chỉ là một loại cao nhất truy cầu. Tại không có cường đại tu vi trước đó, cái này hoàn toàn chính là một loại huyễn tưởng. Nhưng loại huyễn tưởng này cũng không có khả năng vứt bỏ. Nếu không chắc chắn sẽ mê thất ở trên đường truy cầu lực lượng cường đại. Về phần người yêu cầu kiếm giới nội bộ mâu thuẫn cùng đối ngoại sách lược ta có thể nói thật cho ngươi biết tạm thời còn không có xâm nhập suy nghĩ qua bởi vì sinh tồn mới là một cái văn minh cơ sở kiếm giới nếu là ngay cả sinh tồn đều làm không được dùng cái gì đi suy nghĩ những này kiếm giới tương lai một đoạn thời gian rất dài tôn trì đều là cố gắng sinh tồn được lượng kiếp sắp tới chính mình sống sót trợ giúp càng nhiều người sống sót mới là trước mắt nhất nên suy nghĩ vấn đề phụ nhân im lặng một lát sau nàng nói ngươi liền không có đứng tại một cái tuyệt đối thượng vị giả góc độ. Suy nghĩ như thế nào thống trị sao? Tỷ như tín ngưỡng, tỷ như pháp quy, ta nếu là thủy tổ, ta tự thân chính là tín ngưỡng, ý nghĩ của ta chính là pháp quy, ngôn xuất mà pháp tùy." Trương Nhược Trần cười nói. Theo lý thuyết, một vị thần tôn nói ra lời này, tất nhiên là âm vang điếc tai. Nhưng, phụ nhân nhìn ra Trương Nhược Trần nói lời này lúc cũng không phải là nghiêm túc như vậy, lại đang trêu đùa chính mình. Nhắc nhở, có mấy lời, cũng đừng tùy tiện nói, phải chú ý ảnh hưởng." Trương Nhược Trần nói, "Thanh Thanh đây là không tin ta, cho là ta không có thủy tổ chi tâm, nếu không lại cực một lần lớn, ngày khác ta như chứng đạo thủy tổ, ngươi vì ta nấu cháo vạn năm, lúc trước tại Vu Thần Văn Minh đánh cực thời điểm, Hiên Viên Liên nói, "Trương Nhược Trần như thua, vì nàng lái xe trăm năm." Lời này Trương Nhược Trần đến nay nhớ kỹ, hôm nay xem như trả trở về chẳng biết tại sao vô luận là chống lại hiên viên thanh hay là hiên viên liên trương nhược trần đều không phải là như vậy ưa thích nghiêm túc cứng nhắc đàm phán giao lưu mà là đem đối phương trở thành khác phái hảo hữu không muốn quá mức câu thúc quá chính thức khoảng cách cũng liền xa rất nhiều thứ ngược lại đàm luận không thành ngươi như lại phong ngôn phong ngữ ta liền muốn đuổi ngươi rời đi phụ nhân đứng dậy muốn đi gấp trương nhược trần lấy ra hai cái bịt kín hộp thần mộc bỏ lên trên bàn nói ta tới đây cũng không phải vì lời nói điên cuồng mà là vì biểu đạt lòng cảm kích thiên tôn tự quyền tại thời điểm nguy cơ đã cứu tính mạng của ta phụ nhân hừ nói ngươi bây giờ đưa nó trả lại chẳng lẽ sợ sệt thiên tôn căn cứ nó cảm ứng được vị trí của ngươi nếu là như vậy ngươi cũng nên cẩn thận thiên tôn ngay tại tinh không phòng tuyến có lẽ giờ phút này đã biết được ngươi ở chỗ này trương nhược trần nói ta tin tưởng thiên tôn khí độ không đến mức đối phó ta một tên tiểu bối. Lại nói, có thanh thanh ngươi tại, ngươi cũng sẽ không cho phép thiên tôn giết ta đi. Trung niên nho sĩ kia lông mày có chút vặn một cái. Thúc giục nói, ta cháu vì cái gì còn không có lên. Chủ quán, ngươi làm ăn này còn có làm hay không rồi. Phụ nhân hung tợn trừng trương nhược trần một chút, thu hồi bên trong một cái hộp thần mộc. Nói, trong thiên tôn tự quyền thiên tôn thần lực đã hao hết. Lấy ngươi bây giờ tu vi, khoảng cách nhất định bên ngoài đủ để giấu giếm được thiên tôn cảm giác ta đưa ra đồ vật còn không có phải trở về đạo lý đi nhanh lên tốt nhất chớ có trở lại đừng nhiễu loạn ta tu hành tâm cảnh trương nhược trần nghĩ nghĩ đem thiên tôn tự quyền một lần nữa thu hồi không có đem hiên viên liên lời nói để ở trong lòng cười nói vốn là còn sự tình muốn nhờ lan phụ nhân trực tiếp bưng cháo hướng trung niên nho sĩ đi đến trương nhược trần cũng là thức thời đi ra hàng bán cháo thanh âm từ bên ngoài bay vào đến nói chờ ngươi phá vô lượng nối lại tiền duyên phụ nhân đứng tại trung niên nho sĩ bên cạnh có chút lo lắng thấp giọng nói hắn người này chính là như vậy tính cách có đôi khi phảng phất một đứa bé không chịu lớn ưa thích hồ ngôn loạn ngữ nhưng chân chính làm đại sự thời điểm lại có đại phách lực lượng tổ chức liền có hơn phân nửa đều là hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng bắt tới tóm lại không hề giống ngoại giới theo như đồn đại hung ác như vậy. Dừng một chút, nàng lại nói, dù sao cũng là thánh tăng truyền nhân, thánh tăng sẽ không nhìn lầm người. Trung niên nho sĩ cầm thia, nếm thử một miếng, nói, không tệ, cũng không biết là tại đánh giá cháo hoa, hay là cái gì khác. Trương Nhược Trần đưa cho hiên viên liên, tự nhiên là thông thiên thần đan, hắn làm việc, nhất quán đều là có ân tất báo, đồng thời hắn cũng hoàn toàn chính xác đem hiên viên liên coi là một vị khác phái hào hữu mà không chỉ là lợi ích minh hữu si hình thiên cảm thán nói thật không nghĩ tới đường đường thiên tôn chi nữ thế mà bị ngươi lừa gạt đến nơi đây bán cháo nếu là thiên tôn biết được định không tha cho ngươi cái gì gọi là lừa gạt hiên viên liên chính là kinh thế chi tài có trận này hồng trần kinh lịch tăng thêm thông thiên thần đan chắc chắn sẽ có thuế biến kinh người trương nhược trần trợt nói trung niên nho sĩ kia ngươi chú ý tới sao cái nào trung niên nho sĩ si hình thiên hỏi trương nhược trần nói chính là chúng ta bên cạnh một bàn kia gặp trương nhược trần đột nhiên ngậm miệng không nói sắc mặt hơi trắng bệch si hình thiên hỏi thế nào ta phát hiện ta vậy mà hồn nhiên không nhớ rõ hắn hình dạng thế nào trương nhược trần nói si hình thiên nói ngươi đừng đánh thú vị có được hay không nào có cái gì trung niên nho sĩ đêm nay còn có chính sự theo ta cùng đi, Trương Nhược Trần nhìn kỹ si hình thiên con mắt, gặp hắn lúc trước tựa hồ thật không nhìn thấy trung niên nho sĩ. Trong lòng lập tức lột bột một tiếng, lập tức lôi kéo hắn, nhanh chóng đi ra ngoài thành, thấp giọng hỏi, ta lúc trước không có nói sai lời gì à, không có chứ. Cũng liền đùa giỡn thiên tôn chi nữ, mà lại giống không phải lần đầu tiên làm như vậy, vấn đề không lớn, nàng cũng không có chân chính tức giận, si hình thiên nói. Trương Nhược Trần cảm giác được sau lưng phát lạnh cảm giác mình lại gây tai hỏa ra khỏi thành về sau cùng si hình thiên lập tức rời đi vu thần văn minh đại thế giới si hình thiên nói trước đừng về côn lôn giới đêm nay thật sự có chính sự ngươi đi đi ta phải đi nhanh lên trương nhược trần nói si hình thiên giữ chặt trương nhược trần nói lạc hư vượt qua thần kiếp đêm nay tại thiên tinh văn minh đại thế giới tổ chức thăng thần yến rất nhiều côn lôn giới tu sĩ thánh cảnh đều sẽ tiến đến chúc mừng Long chủ lo lắng xảy ra chuyện, để cho ta âm thầm đi qua tọa trấn, để phòng vạn nhất, Trương Nhược Trần dần dần tỉnh táo lại, suy nghĩ khả năng kinh khủng kia, cùng khả năng phát sinh hậu quả, khẳng định là hiên viên liên từ vừa mới bắt đầu ngay tại nhắc nhở ta. Còn tốt, trên đại sự đối đáp không có vấn đề, về phần đùa giỡn cũng không tính đi, Trương Nhược Trần dần dần tỉnh táo lại, mình có thể đi ra hàng bán cháo, có thể đi ra Vu Thần Văn Minh nói rõ chỉ ít tạm thời là an toàn. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Lạc hư vượt qua thần kiếp rồi." Trương Nhược Trần nói, "Si hình thiên nói, chính là việc này a, à, Long chủ lo lắng có người mượn cơ hội này trả thù Côn Lôn giới. Đem Côn Lôn giới tuổi trẻ anh tài một mẻ hốt gọn. Cho nên để cho ta đi qua tọa trấn, đồng thời cũng có dẫn xà xuất động ý tứ." Trương Nhược Trần là một người nhớ tình cũ, đối với Côn Lôn giới một chút cố nhân, hay là mười phần tưởng niệm thế là kiềm chế bên trong chạy trốn chi tâm, theo si hình thiên đi thiên tinh văn minh đại thế giới. Không nghĩ tới, ở trên đường liền gặp người quen, một chiếc thánh hạm hoành không bay qua, trên hạm chiến kỳ phần phật, thanh tiêu đại thánh mặc một thân áo giáp màu trắng, vẫn như cụ oai hùng bất phàm, nhưng vị này ngày xưa đối với trương nhược trần chiếu cố có thừa đại sư huynh. Hiển nhiên thương tang rất nhiều, dầu ria tua tủa, hai tóc mai có chút tóc trắng, nhìn qua có chừng 50 tuổi dáng vẻ ở bên cạnh hắn, đứng đấy hai nữ tử, một cái chừng 30 tuổi bộ dáng cung trang phụ nhân. Mi tâm màu đỏ nhụy hoa mười phần diễm lệ, tu vi đặt tới tiếp cận đại thánh cấp độ, hiển nhiên là thê tử của hắn, một cái khác niên kỳ nhỏ bé, 17, 18 tuổi bộ dáng, mặc váy dài màu vàng nhạt, tết tóc đuôi ngựa, ánh mắt cực kỳ linh động thanh tịnh, dùng mạo kế thừa phụ mẫu, là khó được mỹ nhân thanh thuần, tại thế hệ tuổi trẻ tất có vô số người theo đuổi. Hết chương 3410 rồi à, hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Hãy nhấn subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.